tất cả anh chị các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị và các bạn một số những cái công cụ để giúp anh chị và các bạn có thể làm content marketing một cách hiệu quả. Bởi vì như chúng ta được biết là làm content marketing là chúng ta viết bài, chúng ta làm ảnh, chúng ta làm file, chúng ta làm video, chúng ta làm app, làm phần mềm, làm audio, đúng không? Phát live stream. Đấy là những cái nền tảng media hiện nay mà chúng ta đang phát triển ở trên các cái nền tảng mạng xã hội cũng như là internet nói chung. Ok, vậy thì trong cái bài học này thì tôi sẽ giới thiệu hai nhóm công cụ. Nhóm thứ nhất là nhóm phần cứng và nhóm thứ hai là nhóm phần mềm. Và tôi cũng chia theo cái lát cắt là những cái sản xuất hình ảnh, những cái sản xuất video, những cái sản xuất infographic, những cái sản xuất live stream vân vân. Đấy, thì về phần cứng thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần đến máy tính. Nếu mà xịn một chút thì chúng ta có thể dựng một cái máy tính case, một cái máy tính để bàn ấy, với một cái cấu hình tốt để chúng ta có thể dựng video. Một cái máy tính tốt hiện nay mà cái dân chuyên nghiệp người ta hay sử dụng thì có thể cần đến 1 đến 2 cái màn hình lớn, một cái case có các đồ họa rời và chip RAM rất là mạnh. Hiện nay giá thị trường các anh chị dựng một cái máy tính như vậy có thể lên tới 50-60 triệu hoặc thậm chí là cả 100 triệu cho một máy. Tất nhiên tôi chỉ đưa ra con số tham khảo thôi, còn thực tế thì các anh chị có thể liệu cơm gắp mắm, hoặc là các anh chị có thể mua laptop cấu hình cao nhưng mà là laptop cũ, khoảng chừng độ 15 triệu thì tôi nghĩ cũng có thể là giải quyết được vấn đề. Thì đấy là cái ý của tôi muốn nói về cái thiết bị máy tính. Thiết bị máy tính là thiết bị cần thiết bởi vì nó có thể cho phép ghi âm, nó có thể cho phép chỉnh sửa, cài đặt các phần mềm, chỉnh sửa các cái thiết bị cũng như là chỉnh sửa được các cái hình ảnh hoặc là các cái video audio trên máy tính thông qua các phần mềm, đúng không ạ? Vâng, phần cứng tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại, máy ghi âm, ghi hình, camera chuyên nghiệp. Chẳng hạn như công ty PR Marketing của chúng tôi, gồm có tôi và em trai tôi có một cái công ty chuyên về sản xuất media. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chụp hình, dịch vụ quay phim sản xuất phim doanh nghiệp, phim quảng cáo, biên tập phim, rồi thì làm quảng cáo thuê cho khách hàng. Chúng tôi cũng làm cái này cũng 5 năm rồi, cũng rất là tốt vì thị trường bây giờ cũng rất là cần những cái nhu cầu như vậy. Hoặc là chụp ảnh sản phẩm, chụp ảnh chân dung đó, thì các anh chị cũng sẽ phải cần đến những cái máy chụp hình chuyên nghiệp, những cái đèn rất là chuyên nghiệp, rồi thì cái đèn mà để sản xuất video thì cũng cần những cái đèn cỡ lớn, sản xuất ngoài trời, không khác gì một đoàn làm phim luôn đấy ạ. Có đèn kilo, rồi thì những cái đèn daylight, rồi cái đèn ánh sáng vàng, rồi các thanh dây, rồi các cái ống kính quay phim rất đắt tiền. Ống kính chụp ảnh rất đắt tiền, drone, tức là máy bay không người lái, camera bay trên bầu trời, chúng tôi có đầy đủ hết. Thì tùy vào cái việc cái nhu cầu của công ty các anh chị cũng như là cái bản thân các anh chị làm nghề thì các anh chị có thể đầu tư cho mình. Còn thực ra nếu mà chạy đua về vũ khí, vũ trang thì tôi nghĩ là nó cũng rất là tốn kém và cũng không phải dễ dàng gì. Thì tôi có thể giới thiệu cho các bạn một số những cái thiết bị như vậy về mặt chụp hình, đúng không ạ? Đầu tư thì tôi nghĩ là nó cũng không biết bao nhiêu là cho đủ. Đấy là về phần cứng, ánh sáng, rồi thì âm thanh, rồi thì studio, rồi thì phông nền hình xanh, rồi thì những cái cách âm, rồi thì mic thu âm vân vân, những cái đồ như vậy, tùy thuộc vào chúng ta sản xuất audio, sản xuất video như thế nào. Nếu mà chúng ta yêu cầu những mức phức tạp, rồi thậm chí là cả những cái thiết bị mà để quay bằng điện thoại cầm như này không rung không giật, cái gọi là thiết bị quay như vậy chúng tôi cũng có, cũng mua đâu đấy cũng 7-8 triệu một cái gì đó. Ý tôi nói là cái giá mới ấy. Vâng, thế thì ví dụ như công ty tôi thì tôi giới thiệu với các bạn, công ty tôi là một công ty gọi là Media Production, thì chúng tôi có nhiều cái thiết bị như vậy. Thế còn các bạn thì không cần thiết phải làm đến mức như vậy, các bạn có thể đi thuê ngoài hoặc là có sự vụ thì đi thuê hoặc là đi mượn. Còn công việc hiện tại thì tôi nghĩ chỉ cần điện thoại, máy tính cấu hình tốt và một số các thiết bị phụ trợ là chúng ta có thể làm ok rồi. Đó, đấy là về phần cứng nhá, về phần cứng. Hay về phần mềm thì nó có rất nhiều loại phần mềm.
Phần mềm thì lại chia ra là trên laptop và trên mobile. Nó có cả phiên bản trên laptop và phiên bản trên mobile. Dân chuyên nghiệp thì bắt buộc phải làm trên phiên bản laptop hay là PC. Bởi vì như vậy cái cấu hình nó mới đủ mạnh, đủ nhanh, đủ cho phép người ta làm được những cái bộ phim lớn, cái dung lượng rất lớn. Những cái nội dung có thể quay nó có thể lên tới hàng trăm ghi hoặc là hàng nghìn ghi. Đấy, và chúng ta phải lưu trữ bằng những ổ cứng với dung lượng rất lớn, đúng không? Như là chúng tôi phải có những cái ổ cứng là 8T hay 10T để chúng tôi lưu trữ các cái video của chúng tôi lại. Đấy, cái số lượng nó rất là nhiều, nó hàng trăm, hàng nghìn video các bạn ạ. Và mỗi một video nó có thể từ một vài ghi cho thậm chí là một vài chục ghi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là công cụ để chỉnh sửa ảnh thì chúng ta có thể có phần mềm Photoshop hoặc là bộ phần mềm của hãng Adobe. Nó có rất nhiều phần mềm. Photoshop chỉ là một phần mềm chỉnh sửa ảnh, đúng không? Phần mềm đồ họa như là phần mềm AI, đúng không ạ? Lightroom. Và tôi biết là Adobe nó có một cái bộ rất là công phu và ảnh và video rồi audio nó cho phép hết và nó thực sự là có nhiều. Nhưng mà người Việt thì có lẽ chủ yếu sử dụng Photoshop, AI và Lightroom là nhiều. Còn những cái phần mềm khác thì cũng còn ít. Ví dụ như phần mềm chuyên về dàn trang hay biên tập sách báo tạp chí đấy, thì cũng là có phần mềm riêng cũng rất là hay. Hoặc là bản thân Microsoft cũng có những cái phần mềm như vậy. Phần mềm trực tuyến như là những cái phần mềm Canva thì tôi sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Canva này để các bạn có thể chỉnh sửa ảnh một cách đơn giản và giúp cho các chị em rồi những người làm marketing mà không biết làm thì có thể chỉnh sửa. Còn tốt nhất, tuyệt vời nhất thì các bạn nên sử dụng Photoshop, sử dụng AI đồng thời. Hai công cụ này nó hỗ trợ nhau rất là mạnh. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể trên máy tính của mình các bạn cũng có thể sử dụng những cái phần mềm mặc định như của Microsoft hoặc là MacBook, nó cũng có những phần mềm chỉnh sửa ảnh một cách đơn giản trên máy tính. Còn những cái phần mềm cao cấp thì có rất nhiều. Hoặc là các chị vào Google tìm kiếm nhá. Đấy, còn trên điện thoại thì nó sẽ có app như là app chụp ảnh FaceU hay là B12 hay là những cái app mà chuyên làm video như Viva. Các bạn nên sử dụng một số những cái app trả phí, bởi vì cái app trả phí thì nó sẽ không bị gắn logo, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Và các bạn cũng nên sử dụng những app như vậy trong quá trình chụp ảnh hoặc quay phim, bởi vì như thế thì nó làm sẽ rất là chuyên nghiệp. Thế còn về cái công cụ phần mềm chỉnh sửa video thì hãng Adobe, là Adobe đấy, đúng không ạ? Tiếng Anh gọi là Adobe đấy. Hãng Adobe đấy thì cũng có cái phần mềm rất là hay như là Adobe Video Premium hoặc là Adobe Video CC vân vân, những cái phiên bản khác nhau của hãng Adobe có nhiều phần mềm. Rồi thì những cái phần mềm trong MacBook của tôi có phần mềm iMovie cũng cho phép làm phim từ ảnh một cách đơn giản, cũng khá là nhiều hiệu ứng. Hoặc là các phần mềm làm phim từ ảnh, làm phim từ phim trên thị trường hiện nay thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều hãng. Rồi thì phần mềm mà quay màn hình, phần mềm quay màn hình các bạn cũng có thể sử dụng các phần mềm như là Camtasia hoặc là phần mềm của hãng MacBook mà tôi đang sử dụng máy tính ở đây thì nó tích hợp sẵn như là QuickTime, rất là hay, rất là tiện, đúng không? Sau đó mình biên tập, mình cắt ghép, nó phục vụ cho công việc của mình rất tốt. Phần mềm ProSogon vân vân. Và các anh chị lưu ý giúp tôi là các anh chị có thể search trên Google tìm kiếm về các phần mềm biên tập video free hoặc là phần mềm trả phí. Đối với các phần mềm trả phí thì các anh chị phải crack, đúng không? Nếu mà các anh chị không biết làm thì các anh chị có thể nhờ các bạn sinh viên hoặc nhờ những người mà am hiểu một chút về kỹ thuật, hoặc là có thể nhờ chính cái bên bán máy tính họ cài đặt cho. Và tôi cũng xin phép là không đề cập đến vấn đề bản quyền. Bởi vì nếu mà mua các phần mềm bản quyền này thì thực sự là rất đắt, bởi vì là bộ Adobe của nó có thể là cái phí license của nó toàn vài trăm đô cho một license thôi, thậm chí là cả ngàn đô cho một license, rất là đắt. Hay là những cái phần mềm kiến trúc chuyên vẽ nhà 3D, dựng 3D, dựng phim animation thì thực sự là nếu mà các bạn trả phí thì không có tiền để mua đâu, hoặc là rất rất đắt. Nên là dân mình là cũng hay crack, hay dùng chùa. Thì đấy là những cái phần mềm mà phụ thuộc vào nhu cầu của chúng ta. Bây giờ ở Việt Nam các bạn cũng biết làm animation, làm phim hoạt hình rất là ok, hoặc làm 3D. Đó.
Thì đấy là một số những cái phần mềm mà tôi giới thiệu về hình ảnh và video. Ngoài ra thì những cái tính năng có sẵn trên thị trường như là những công cụ tạo infographic, công cụ tạo hình ảnh, hay là công cụ phát live stream trên Facebook, trên YouTube thì chúng ta cũng có. Nói đến phần này thì tôi cũng nói thêm là bây giờ khi mà các bạn live stream thì các bạn sẽ cần cũng có ánh sáng, cần bối cảnh, cần bố cục, cần trang điểm, cần khả năng nói chuyện, cần kịch bản nói chuyện, cần tư vấn, cần sản phẩm để bán, cần cách chốt sale, cần điện thoại, cần sạc, cần đường truyền tốt, vân vân. Thì xin thưa với các bạn, tôi cũng có một cái khóa học bán hàng trên Facebook bằng live stream cơ bản. Khóa này thì tôi cũng quay nó khoảng độ hai mấy video bài học đấy, và cũng hướng dẫn từng bước cho các bạn. Nếu mà các bạn quan tâm đến cái việc là bán hàng trên live stream như nào, hay là cách live stream như nào cho đẹp, cho nó hay. Bởi vì nhiều người nói là ôi, thầy Phan Anh live stream kiểu gì mà nét thế, đẹp thế, mịn thế. Thì thực ra đấy là có bí quyết thôi. Ánh sáng phải đầy đủ, trước mặt tôi là 4-5 cái đèn đánh vào, đúng không ạ? Rồi thì iPhone đời cao nhất, tôi lấy thí dụ như vậy, ánh sáng rất là quan trọng, phông phước là phải đẹp, bối cảnh phải đẹp, đường truyền internet phải xịn, không bị giật, bởi vì thằng Facebook nó sẽ giảm dung lượng của video, giảm tốc độ đường truyền nếu mà cái đường truyền của mình kém, wifi 3G kém. Cho nên là trước khi mà làm phải kiểm tra những thứ như vậy, sau đó thì chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị slide ra để nói và trò chuyện với khách hàng và chốt sale bán. Tôi nghĩ là rất là tuyệt vời. Có những bạn bán live stream tháng có thể kiếm 300-400 triệu tiền lãi từ việc bán quần áo, bán mỹ phẩm, bán nước hoa, thậm chí là cả bán sách toy nữa. Đấy, live stream cũng là một nội dung content tốt các bạn nhé, chứ không phải là cứ viết bài mới là nội dung content tốt đâu. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng có thể là dạng phát là podcast, tức là những cái audio trực tuyến, hoặc là nhạc không lời, hoặc là những cái radio trực tuyến. Bây giờ mình cũng có thể làm kênh radio của chúng ta, hoặc là những cái sách nói hay còn gọi là audiobook cũng là một dạng content tốt. Hoặc là các bạn có thể ra những cái chủ đề hoặc là những cái hình thức mà trong cái bài học mà giới thiệu về tất cả những cái loại hình media, những cái loại hình chủ đề quảng cáo, chủ đề content này tôi đã nêu rất nhiều, 60-70 cái chủ đề đấy, cách thức đấy thì các anh chị xem thêm. Thì cái bài học này là tôi gộp lại tất cả những phần mềm tôi giới thiệu với các anh chị và các bạn. Thế còn tôi thì không hướng dẫn cho các anh chị và các bạn hết được. Tôi xin phép tóm tắt lại. Một là nếu mà các anh chị muốn học Photoshop, chúng tôi cũng có khóa học dạy Photoshop, bởi vì công ty chúng tôi là công ty chuyên làm trong lĩnh vực đồ họa và sản xuất video. Thứ hai, tôi sẽ có video hướng dẫn các anh chị thao tác làm hình ảnh nhanh bằng cái trang web trực tuyến hoặc cái app Canva. Thậm chí iMovie, Prosogon tôi có thể hướng dẫn được, nhưng mà không có thời gian. Các bạn xem thêm ở trên mạng. Tôi cũng gợi ý cho các bạn mua các thiết bị phần cứng, cài các thiết bị phần mềm, phát live stream. Thì có cả cái khóa học live stream nữa, các bạn cũng có thể mua nếu mà các bạn quan tâm. Tôi nghĩ cũng rất là cần thiết, và video thì bán cũng chỉ có 400-500 nghìn cho một cái khóa học thôi, nó cũng rất là rẻ. Thì đấy là một số những cái nội dung của tôi giới thiệu với các anh chị và các bạn, những công cụ phần cứng và công cụ phần mềm hỗ trợ cho một người làm marketer, một người nhân viên marketing hoặc là phát triển content có thể là làm tốt công việc của mình. Tất nhiên các bạn phải sử dụng thật tốt những công cụ này về mặt kỹ thuật, và sau đó là phải học về mặt nghệ thuật và tính sáng tạo nữa. Thí dụ như là nói có thể các bạn không tin, nhưng còn tôi thì có khả năng chụp ảnh rất là tốt, bởi vì tôi chụp ảnh cách đây 7-8 năm rồi, và trộm vía ngày xưa cũng được giải thưởng nhiếp ảnh nên cũng rất là thích. Nhưng mà tôi thì tôi không theo nghề nhiếp ảnh, nhưng mà tôi có cái niềm đam mê nhất định và có độ hiểu biết nhất định ở mức độ bán chuyên, amateur thôi, chứ không phải là amateur đấy, không phải là một cái dân chuyên nghiệp có thể là có những cái bức ảnh tuyệt vời. Nhưng tôi khẳng định rằng là gu thẩm mỹ, khả năng sử dụng thiết bị, rồi nói chuyện bằng ngôn ngữ của dân nhiếp ảnh là biết. Bằng chứng, nếu mà không tin các bạn vào Facebook của tôi, các bạn xem những bức ảnh tôi đi du lịch, tôi chụp ảnh phong cảnh các thứ, tôi nghĩ khá là ok. Bởi vì tôi toàn chụp bằng máy chuyên nghiệp thôi. Hoàn toàn tôi có thể chia sẻ, hướng dẫn, đào tạo hoặc là huấn luyện hoặc là cung cấp dịch vụ
về hình ảnh, về video, về content cho các anh chị các bạn, kể cả là viết bài SEO, viết bài PR. Ok, rồi, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chúc các anh chị thành công. Rất hy vọng chúng ta có thể được trò chuyện, được hỗ trợ và được trao đổi cùng với nhau ở địa chỉ email phananhonline@gmail, facebook.com/phananhonline. Số điện thoại của tôi không bao giờ thay đổi, dùng từ hồi sinh viên đến bây giờ, mười mấy năm rồi, 13 năm rồi, 0989 623 888. Một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị và các bạn.